Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh chùa Vạn Phước, Bình Đại, Bến Tre. Thì ở đây là phần cổng, mình sẽ quay một vòng cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây là phần tổng thể từ ngoài cổng chính vào. Đấy. Khung viên chùa rộng. Đây là cổng chính, luôn luôn mở cửa. Đây mình sẽ quay cái góc mà tổng thể ở bên góc bên trái từ ngoài vào trong. Đây. Chung cũng đang xây dựng một số phần thô và những còn thô á, chuẩn bị cho gầm tháng 7 sắp tới. Đây là phần góc bên trái. Đây là view tổng thể bên phía bên phải chùa. Tiếp theo đây là mình sẽ đi vào phần trung tâm, thì trung tâm của chùa đi thẳng vào trong và sẽ tới tượng Phật Quan Âm. Đây là khung viên phía sân sau ở chùa Vạn Phước. Lúc này đang trong quá trình xây dựng nên còn rất là ồn. Thì đây là tượng Phật Quan Âm đang quá trình xây dựng. Cao. Thường ở các ngày rằm thì khách đến thăm viếng thì khách rất là đông. Hôm rồi rằm tháng giêng mình cũng đi xuống đây đông, khách tầm dữ lắm đông. Thì sắp tới tượng Phật này hoàn thành thì chắc chùa Vạn Phước sẽ đón khách liên tục thường xuyên hơn. Phía bên đây là đặt tượng Thập Bát La Hán cũng đang trong quá trình xây dựng, thì mình sẽ đi một đoạn cho quý cô chú anh chị xem. Nói chung là tất cả cũng đang trong quá trình xây dựng nên còn hơi thô.